Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Tọa đàm phát đồ trị nám Isamen vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp ngành làm đẹp cùng các chuyên gia đầu ngành về da liễu tham dự. Đây là công nghệ mới nhất do công ty BSSC Việt Nam chuyển giao trực tiếp từ châu Âu nhằm ra mắt sản phẩm có công dụng loại bỏ hắc tố trên da, phiên bản mới nhất của Isamen, giúp các đơn vị spa thẩm mỹ trên toàn quốc có phác đồ loại bỏ sắc tố nám hiệu quả nhất, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Điều trị nám ở Việt Nam thì chưa có một cái sản phẩm nào có một cái phác đồ mà hợp tác giữa cái công nghệ của châu Âu và cái y học hiện đại cổ truyền của Hồng Kông. Chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia cố vấn để chuyển giao cái phác đồ này. Gần 40 năm hoạt động, công ty BSSC Việt Nam đã có bản quyền hơn 100 phác đồ điều trị da khác nhau, được chứng minh đạt hiệu quả an toàn tuyệt đối với phụ nữ Á Đông.